trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đại tiết Little Sài Gòn TV, chúng tôi hân hạnh trở lại với phần thứ 3 của chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ 6 từ 2 giờ đến 2 giờ 45 PM. Kính thưa quý vị, chúng ta có chủ đề ngày hôm nay là mùa thu của năm Nhuận 2017. Chúng ta có cái chủ đề này là vì hiện tại bây giờ chúng ta đang vào mùa thu, chúng ta sửa và cái cuộc sống của chúng ta sẽ có một cái mùa thu, cuộc sống của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta như thế nào. Và như chúng tôi đã trình bày phần trước, chúng ta đã nói về vấn đề kinh tế mùa thu của năm 2017 thì có tác dụng đến những ngành kinh tế sơ lược tổng quát như thế nào. Nay chúng ta sẽ bàn đến phần cuối, đó là cái phần mùa thu nói về đến cái vận mệnh cũng như cuộc sống của con người. Kính thưa quý vị, mùa thu năm nay là năm hành hỏa thì hỏa nó sẽ cất kim nó thuộc về mùa thu. Những người mà có cái mệnh kim đó, thì sức khỏe năm nay không có được tốt lắm nha. Và thứ hai nữa là những người có mệnh thủy thì khắc hỏa, là những người mà hôm nay cũng sẽ xung động lắm, xung động rồi tự nhiên mình gặp cái rắc rối cho chính mình là như vậy. Cho nên những người mà có bản mệnh kim thì phải cẩn trọng sức khỏe của mình, chỉ hơi có một cái phản ứng nào đó về cơ thể, không có một cái nhịp điệu nào tốt đẹp về cơ thể, chúng ta phải dưỡng cái cơ thể ngay, chúng ta phải ngưng ngay để mà bảo trì cái cơ thể mình để chắc chắn cái cơ thể mình có thể đi tiếp tục được. Cho nên là những người hành kim phải vô cùng cẩn trọng đến sức khỏe của mình, kể cả dương kim và âm kim là như vậy. Và riêng những người hành thủy là những người mà có cái mệnh thủy đi khắc cái hỏa, vì năm nay là mình vượng năm nay là mình mạnh khí lắm, mình đi khắc để mình tìm sự thắng lợi, cho nên là sẽ gặp những tai ương khó khăn trong đời của mình. Cho nên những người mình thủy mà những người năm nay đó có ý định mà đi thưa ra tòa người nào để mà mình tìm chiến thắng đó, thì người đó sẽ bị thua đó nha. Cho nên là không có nên xung động xung khắc. Chúng ta thấy rằng là trong cái lá số tử vi của một người đang nổi tiếng đương thời, đó là ông Trịnh Xuân Thanh. Ông sinh vào năm 1966, ông có cái ông sinh vào 66 thì như vậy là ông có cái mệnh hỏa, ông có cái mệnh thủy, ông có mệnh thủy. Ông sinh năm 1966 là năm Bính Ngọ, ông có mệnh thủy. Thủy ông đi khắc cái hỏa của cái năm nay, kể cả âm hỏa và dương hỏa. Khi mà đi khắc thì mình cố gắng tìm sự tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng là mình sẽ gặp cái tai ương khốn khổ cho tất cả mọi người ở mệnh thủy mà hôm nay đi tìm cái sự chiến thắng là sự thành ra sự thất bại là như vậy. Và kính thưa quý vị, những người mà tuổi đã già, những người tuổi già khi mình đang có bệnh phải cẩn trọng vô cùng, bởi vì khi mà nhất là mình thủy và mình kim, mình có bệnh là dễ đi đến cái tai ương và bệnh tật rất là lớn lao, cho nên cẩn trọng vô cùng. Hơn nữa năm nay đó thì năm nay nó có cái sao gọi là đinh nguyệt đồng cơ cử môn tầm cử môn đây có nghĩa là cái lời nói của mình, cái sự biện thuyết, cái sự giáo thuyết nó có sao hóa kỵ, thành thử là từ đây cho tới cuối năm sẽ không có sự biện thuyết nào trong tất cả mọi buôn bán sự nghiệp, cái cơ bản cũng như con người, không có sự giao thuyết nữa, tại vì giao thuyết sẽ đi đến sự thất bại khủng khiếp lắm, bởi vì cự môn gặp cái hóa kỵ, cho nên là từ đây tới cuối năm sẽ không có sự giao thuyết trong tất cả cái mọi ngành, từ ngoại giao, kinh tế cho đến cá nhân là như vậy. Chúng ta phải tránh hoàn toàn những sự việc như thế. Và kính thưa quý vị, nói về cái bệnh tật thì như tôi đã trình bày là khi chúng ta là những người, nhất là những người có mệnh kim nha, như mệnh kim và mệnh thủy, chúng ta hơi có bệnh tí xíu, chúng ta phải dừng ngay cái công việc của mình và phải săn sóc cái cơ thể này để cho chắc chắn cái cơ thể có thể đi tiếp tục được, để chúng ta tránh những việc xảy ra bất ngờ. Nói chung rằng là chúng ta có cái trí tuệ này, chúng ta có kiến thức của mình, chúng ta có kinh nghiệm của sự sống, chúng ta sẽ làm với tất cả tâm hồn trí tuệ thông minh của mình. Tuy nhiên có những cái sự mà bất ngờ sẽ đến, có những cái chương trình của Thượng Đế, những chương trình của âm dương ngũ hành của trong cái cơ thể mình không thấy được, không biết được, cho nên chúng ta phải cẩn trọng đến cái năm sinh của mình là như vậy. Đến đây tôi xin phép vào phần dẫn giải lá số tử vi phần cuối cùng. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, xin cho biết. Xin cho hỏi người nữ sinh ngày 5 tháng 7 1951, lúc khoảng
8 giờ sáng gì đó, thầy không rõ. Thầy ra hỏi coi cái sức khỏe ra sao thôi. 7-8 giờ sáng thì có thể người này sẽ dập mão lắm nha. Tôi xin lặp lại, người nữ sinh vào ngày 5 tháng 7 năm 1951 và sinh vào dập mão. Thứ nhất là tôi nói cho biết trước là mệnh của người nữ đây là cái người nữ mà tôi gọi là mệnh có cái triệt đấy nha. Mệnh triệt là cuộc đời của mình là lúc đầu đời á, mới vào đời thôi là mình đã gặp nhiều cái khó khăn rồi, bởi vì cái cha mẹ của mình á là yêu thương mình lắm nhưng gặp nhiều sóng gió cho nên mình ít ở gần cha mẹ lắm nha, là như vậy. Cuộc đời nó đầy sóng gió, cái đầu đời nó thành công nha. Nhưng vì bà muốn hỏi về sức khỏe của bà mệnh mộc mà khi bà về đến miền Kim là sức khỏe của bà đã yếu từ xưa rồi, năm nay đã vào tới 67 tuổi rồi, là bởi vì 67 tuổi rồi. Nếu mà bà, quan trọng nhất là bà phải qua được đến năm 2017 là năm Kim không tốt, và tới năm 2018 và đến năm 2019, bà qua được đến năm 2019 thì bà có khả năng thọ được tới 87-88 tuổi nha. Chúc bà may mắn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. 18 tháng 7 năm 2004. Ngày 18 tháng 7 năm 2004. À, xin 21:30 tối 2014, giờ cho tôi xíu. 21 giờ mấy ạ? 30 phút. 21:30, 21:30. Như thế người này có khả năng sinh vào giờ Hợi rồi. Xin cho biết người này gọi từ đâu tới đến đây ạ? Cái lá số này là Santa Việt Nam. Dạ, con ở Pháp gọi ạ. Cô ở Pháp gọi, cảm ơn cô. Đài rất là cảm kích những tâm hồn, những con người mà từ xuân xa, nhất là Âu Châu gọi tới đây để mà tìm hiểu về lá số của con người. Chúng tôi vô cùng khích lệ đến cái sự nghiên cứu và cũng như cái sự tìm hiểu của cô về số mệnh của con người. Người nữ sinh vào ngày 18 tháng 7 dương lịch năm 2000. Người nam sinh vào ngày 18 tháng 7 năm 2004 và sinh vào lúc 21 giờ trở đi, như thế là người này sinh vào giờ Hợi. Người nam này có mệnh liêm chinh ngũ hóa lộc thái tế đó, đây là cái mệnh mà tôi gọi là người liêm chinh là hơi khó tính tí xíu, mà hơi quạo tí xíu, nhưng mà là cái người có đào hoa tiền mệnh đó, là cái người gặp nhiều cái rắc rối về đường tình cảm sau này đó nha. Là cái người đẹp giỏi thông minh đấy, nhưng mà sau này gặp người vợ vô cùng khó khăn, rắc rối lắm nha. Nhưng mà được có cái là tiền bạc thì không có thiếu, xài rộng rãi lắm nha. Và gặp nhiều cái sóng gió, không có sợ mọi thứ gì trên trần gian này hết. Cuối đường đời thì phải chờ cho đến tuổi 45 tuổi trở đi thì cuộc đời nó mới khá thành công. Chúc may mắn. Dạ, cảm ơn thầy. Không có gì. Dạ, chào thầy. Alo, xin biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, xin chào thầy. Tôi sinh 21 tháng 7 1958, tôi tuổi Mậu Tuất đó thầy. Rồi, sinh 8 giờ sáng. Sinh vào lúc 8 giờ sáng. Dạ. Sinh vào lúc 8 giờ sáng. Người nữ, tôi xin lặp lại, người nữ sinh vào ngày 21 tháng 7 năm 1958 vào lúc 8 giờ sáng. Người nữ này có mệnh. Đúng rồi đó thầy. Người nữ này có mệnh số như sau. Đây là người nữ có cái đào hoa hóa lộc cư mệnh đấy. Tức là người có sức khỏe đấy, nhưng mà vì đào hoa ngồi địa kiếp trong cuộc đời thật là sóng gió chân choang đau khổ về cái thân phận của mình. Người biết lo biết sợ lắm, không có dám ăn nhàn, không có nhẹ nhàng, không có tự tốn để hưởng thụ cuộc đời đâu, lo học lo làm lo thử đủ thứ cái sau này lấy chồng tương đối. Người chồng cũng được đấy cha, người chồng cũng được đấy, con cái thì cũng hiền lương việc. Nhưng mà cuộc đời thì cho biết trước là ở vào cái tuổi bắt đầu từ 42 tuổi cho đi đó, gặp nhiều sóng gió trong gai, đến cuối đời mình không được gì cả, chỉ được bắt đầu từ 25 tuổi trở đi, 25 tới 35, 35 tới 45 tuổi, từ 45 tuổi cho đi là nó xuống dốc tới cuối đời mình luôn nha. Chúc may mắn. Vậy cuối đời cũng không có được may mắn hả thầy? Cuối đời của cô thì nói chung là cô đầy đủ cuộc sống bình thường thôi, chứ không trở thành một người đại phú. Dạ, thầy, giàu có và tôi độc thân. Và tôi muốn hỏi thầy giúp giùm năm nay á. Vấn đề thời gian của tôi là tôi chỉ dành một người một phút mà thôi. Chúng tôi đi vào phần kết luận của chương trình, xin hẹn gặp lại quý vị, có gì gọi điện thoại cho tôi riêng. Kính thưa quý vị, con người chúng ta thì muôn sự tại nhân thành sự tại thiên. Ý mình cũng không bằng ý trời, cho nên chúng ta làm việc gì cũng cần phải cẩn trọng để xem xét lại cái sự việc như thế nào. Mặc dù chúng ta bỏ tất cả những thông minh, trí tuệ, máu huyết, kiến thức, kinh nghiệm sống của chúng ta, nhưng chưa hẳn chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của chúng ta đâu. Chúng ta cần phải kiểm tra đến ý trời,
chúng ta sẽ có sự thành tựu tốt đẹp và thành công hơn. Quý vị nếu mà chặt những chương trình có thể gọi thẳng điện thoại cho tôi 714-510-5451, đó là số xa phone của tôi, hoặc vào YouTube sẽ có những chương trình. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và một cuối tuần đầy thắng lợi. Xin kính chào quý vị.